Xin chào anh em. Hôm nay mình làm video để test một cái ổ cứng 4T cho bạn khách ở ở Nam Định. Đấy, bạn lấy một cái ổ 4T. Đây thì hiện tại mình đã cài xong game rồi, cài này khá là lâu và cái game của bạn chọn rất là nhiều. Đấy, nó phải đến 100 game, tại vì những cái game bạn chọn nó rất là dung lượng nó thấp, đâm ra là cái số lượng game nó rất là nhiều. Đấy, cài mãi hôm nay mới xong mấy ngày này. Thì hôm nay cũng gần Tết rồi ấy, thì cái vận chuyển nó hơi khó, đâm ra là nếu như bạn nhờ được người nhà qua lấy xong rồi mang về thì tốt nhá. Thì bây giờ bên vận chuyển người ta cũng ngừng nhận đơn rồi, hôm nay là 22 Tết rồi. Đấy. Mình cũng sẽ làm một cái video nhanh thôi. Đấy. Tại vì là cũng làm nhiều đơn khác nữa, gần Tết cũng nhiều việc bạn ạ. Ok thì mình sẽ không lốt game nữa như cái mọi lần, tại vì là lốt nó lâu lắm, cái danh sách game này rất là nhiều. Đấy, cho nên là mình đã lốt sẵn rồi, sau đó mình mới bật máy để quay. Đấy, thì mọi người cũng thông cảm. Thì nếu mà về về thì cứ bật hack máy xong rồi cắm cái ổ này vào thôi, thì đợi nó lốt game lên. Thì nó lốt cũng khá là lâu ấy. Đấy, thì cái ổ này là ổ 4T nhá, nhưng mà hệ điều hành nó chỉ nhận là 3,68T thôi. Đấy, 3,68T, đây mình zoom lên một chút cho nó xem nhé. Đây, 3,68T thôi. Đấy, nó sẽ không nhận đủ 4T như là ở đâu cũng thế, kể cả máy tính cũng thế, không bao giờ nhận đủ. Đấy. Và mình đã cài full rồi, 3,67. Đấy, trông rất là ít. Ok chưa? Đấy, thì là đây là cái trong cái phần thông tin của ổ nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để xem danh sách game. Đấy, danh sách game thì mình cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng mà nó phải lên đến tầm 100 game đấy. Tại vì game đây, những cái game bạn chọn nó rất là dung lượng nó rất là bé, cho nên là cái số lượng nó nhiều lắm. Đấy, mình sẽ lướt nhanh qua nhá, qua cái danh sách game nhá. Đấy, trong game mà lướt chậm thì nó sẽ mất thời gian lắm. Bạn thích những cái thể loại game này, cái dung lượng nó thấp lắm. Có những game giả lập PS1 này. Để tí nữa cuối video mình sẽ làm cái lệnh xóa cái file ảnh xem là cái số lượng game nó bao nhiêu. Đây, đây cứ lướt qua cái đã. Mỏi tay luôn. Đấy. Số lượng nhiều không? Cái game GTA 5 này nhá, bạn muốn Việt hóa ấy, muốn chạy được lên Việt hóa ấy, thì là về bạn cắm vào, sau đó bạn chạy cái này trước này. Đấy, chạy cái bản này trước. Bấm vào đây để chạy, chạy thì nó sẽ bung cái sub Việt hóa vào trong máy. Chứ bây giờ mình không chạy đâu nhá, chạy nó bung vào cái máy của mình. Đấy, cho nên là mình để nguyên thế. Về bạn chạy nó sẽ bung vào cái máy của bạn. Đấy, khi mà chạy xong cái đấy bạn có thể xóa được cái này đi nhá, xóa cái file này đi, không cần nó nữa. Chạy một lần rồi xóa đi. Để nguyên thế cũng được, không thích thì xóa đi. Đấy. Thì sau đó thì mình chơi được Việt hóa. Ngoài ra thì nó sẽ cần một cái đây nữa này. Và cái hand này. Xong chọn cái plugin setting này. Mình phải enable cái plugin setting này lên, thì lúc đấy thì game GTA 5 nó mới lên được Việt hóa nhá. Đấy, thêm một bước cái nữa. Đấy, còn nếu như mà ở cái bản hack của bạn ấy nó chưa có cái này thì sẽ gọi điện cho mình, xong mình sẽ hướng dẫn để hack lại. Đấy, hack lại cái bản mới hơn thì nó sẽ có cái phần plugin setting này, được chưa? Đấy, lúc đấy thì nó mới lên được Việt hóa. GTA 5 thì nó hơi loằng ngoằng một chút. Đó, nhiều game chưa? Thì
Đấy, cắm vào cho nó load hết game rồi giờ chơi thôi. Không không phải làm gì cả. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test thử một game nhá. Đấy. Test thử một cái game là đây, game này đi, game này kiểu như có Việt hóa đấy. Phòng to nó hết cỡ đi cho nó full màn hình. Này là còn bị ốm này. Ở đây nó có sóc Việt hóa thì mình có thể đọc được cái cốt truyện của nó. Đấy, bạn nào mà tiếng Anh nó không tốt thì có thể Việt hóa. Bạn nào tiếng Anh tốt thì không nói được gì.
thôi test đoạn đây nhá. Đấy, nói chung là nó ổ cứng ngoài so với game ở trong thì nó không có sự khác biệt đâu, không có chuyện lag liếc hay là delay liếc gì cả nhá. Đấy, đây, có thể lên đây xem này, vào phần bộ nhớ đây. Đây nó sẽ xuất hiện một cái ổ cứng bộ nhớ mở rộng nữa, tức là cái ổ cứng ngắn ngoài ấy. Đợi chút nó tính toán cái dung lượng. Đấy. Ở dưới 4T, còn ở trên là cái ổ cứng của máy ấy, nhé. Cứng của máy thì không có cái game gì cả, 1T nhưng mà nó đang trống trơn. Đấy. Thì về bạn chơi xong thì bạn cứ để nguyên ổ cứng đấy, đừng rút ra. Nhá, chơi xong thì cứ tắt tắt máy bình thường thôi, đừng rút ổ cứng ra, cứ để nguyên đấy. Nhá, lần sau mà bật bật máy lên thì mình cứ bật hack bình thường thôi, cứ để nguyên ổ cứng ấy, đừng có rút ổ cứng ra nhé. Rút ra nó dễ bị lỗi lắm. Còn cái trường hợp mà bạn muốn rút cái ổ cứng ra ấy thì trước khi rút mình phải làm cái động tác là ngắt kết nối nó đấy thì mới được rút. Còn nếu mà không làm cái đấy mà cứ rút nóng ra như thế thì nó dễ bị hỏng cái file lắm. Đấy, game nó dễ bị lỗi nhé, bị cài lại mất công lắm. Đây, thế để mà rút ổ cứng ra thì bạn lên trên này chọn phần cài đặt đấy, xong chọn phần thiết bị, xuống chọn phần thiết bị lưu trữ USB. Đấy, bạn để ý là cái ổ của nó đang có chấm xanh, tức là nó đang online, nó đang chạy nhá. Nó đang chạy này mà cứ rút nóng ra là nó dễ bị lỗi. Đấy, cho nên là mình phải tạm dừng nó bằng cách là bấm chọn vào cái ổ đấy. Đấy, xong là chọn cái option này này, ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng này. Được chưa? Có. Đấy, lúc này nó báo là bạn có thể ngắt kết nối an toàn. Đấy, ok. Thì ok xong thì sẽ thấy là nó không còn chấm xanh nữa, tức là nó chuyển sang cái trạng thái là offline. Thì lúc này mình mới rút ổ cứng ra nhá. Đấy. Đấy, rút ra thì nó không còn ở trong thiết bị ổ cứng USB, nó không còn cái thông tin gì nữa. Đấy, và mình ra cái phần bộ ổ cứng này, bộ nhớ này này. Đấy thì nó sẽ cũng không có cái phần bộ nhớ mở rộng nữa. Mà ở đây chỉ có cái phần bộ nhớ của máy thôi. Đấy. Đây, cái ổ đây. Ổ 4T của bạn nhé. Đấy, Western. Thì cái ổ này kèm một cái dây như này. Đấy. Nếu như mà bạn nhà bạn có con Pro ấy, thì có thể là cắm hai cái đầu dây, cái đầu mà dẫn tín tín hiệu của nó là cái đầu này nhá, đầu to này nhá. Còn cái đầu phụ là này, là cái đầu để cấp thêm nguồn cho nó thôi. Đấy. Không 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 phải nếu như mà bạn cắm cái đầu đầu chính này mà nó đủ nguồn đấy thì không cần đầu phụ nữa nhé. Nếu mà chạy con Pro nó có 3 cổng USB ấy, thì có thể cắm luôn hai cái đầu này vào cho nó đủ nguồn, nó nuôi cái ổ cứng. Đây thì bây giờ mình sẽ xem là cái danh sách, cái bây giờ nó chỉ còn ảnh thôi. Ra ngoài này đấy, tất cả game nó đều có dấu cái chấm than, đúng chưa? Tại vì là game cài ở ngoài mở ngoài rút ra rồi thì là dấu chấm than, bấm chọn là sẽ không chơi được, nó báo là không tìm thấy ứng dụng đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ là mình sẽ xem là cái danh sách game này có bao nhiêu, vào phần bộ nhớ này, bộ nhớ hệ thống này. Đấy, chọn phần ứng dụng này. Đấy, thì đây là cái những cái file ảnh nó sẽ tự chép vào trong máy, trong ổ cứng máy. Đấy, thì mình sẽ xóa cái file ảnh này đi, xóa tất cả đi, chọn option xóa, chọn hết xóa để xem là có bao nhiêu. Xóa. Đây là cái ảnh ở trên máy thôi. Đấy, 154 game. Đấy, thấy khủng khiếp không? 154 game đối với cái ổ cứng 4T. Đấy, ổ rút ra rồi nhá. Chứ không phải là xóa trong game trong ổ cứng đâu. Đây nó chỉ là xóa cái ảnh trong cái bộ nhớ của máy thôi. Đấy, 154 game. Quá kinh khủng, trời này đến Tết không hết được. Đấy thì bạn nào mà có nhu cầu ấy thì cứ comment phía dưới video hoặc inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video giúp mình nhá. Đấy, có thông tin về Zalo, Page cũng như là kênh TikTok của mình đây. Đấy, thì bạn khách này bạn mới cọc cho mình có
500 thôi. Còn chắc chắn nó phải cọc trước thì mình mới chép, tại vì bạn biết là cái số lượng game nó quá nhiều và chép nó có mất rất nhiều thời gian. Đấy, cho nên là bắt buộc phải phải cọc cho mình hoặc là chuyển khoản full nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ tìm cách để ship cái ổ cứng này về cho bạn ở Nam Định. Đấy. Rồi, video của mình dừng ở đây. Đấy. Thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Chắc phải qua Tết thôi. Tầm này cũng cận Tết rồi, xong là mình cũng bận không có thời gian để làm video tiếp đâu. Đấy, hôm nay có một bác khách đặt một cái ổ một cái máy với cái ổ cứng 2T, và một bạn khách nữa đang gửi danh sách game để cài một cái ổ 4T nữa. Lụt mất. Ok, cảm ơn các mọi người đã theo dõi.